thói quen bẻ khớp ngón tay nguy hại khôn lường. Khớp được bao phủ bởi bao khớp và hệ thống dây chằng, có chức năng bó và giữ vững các khớp. Khớp cử động được do cấu tạo các gân cơ quanh khớp. Khi bạn tiến hành bẻ khớp, dịch khớp dần biến thành những bong bóng trong lỗ trống và tới khi áp lực thấp nhất, các bong bóng này sẽ nổ và phát ra âm thanh. Nếu quá ngưỡng giãn, bao khớp dễ bị giãn và rách. Nếu bẻ khớp thường xuyên, cấu trúc xương sẽ tự động thích nghi và mang khớp cùng các dây chằng bao quanh sẽ giãn ra, dẫn đến viêm khớp. Bẻ đốt ngón tay thời gian dài, sự cọ sát và áp lực lên mặt khớp cao hơn khiến hao mòn mặt khớp, dẫn đến nguy cơ thoái hóa và viêm mặt sụn khớp. Một khi xương bị hao mòn thì sẽ không có khả năng hồi phục. Nắng bẻ khớp làm xương bị hao mòn, thương tổn dẫn đến thoái hóa. Tuổi càng lớn, gân, sụn, dây chằng kém linh động và bẻ khớp làm tốc độ thoái hóa khớp diễn ra nhanh hơn.